xảo là một phần quan trọng trong hệ sinh thái của chúng ta, vì chúng thực sự tạo ra oxy thông qua quang hợp, quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng từ mặt trời để tạo ra carbohydrate. Không thể đủ nhấn mạnh rằng chính sự tồn tại của chúng cũng quan trọng như nhau đối với chính chúng ta. Chúng ta thường thấy tảo là rong biển, váng ao, hoặc tảo nở hoa trong hồ. Nhưng khả năng quang hợp này cũng tạo ra các dòng điện cực nhỏ mà các nhà khoa học có thể khai thác cho nhu cầu năng lượng của chính chúng ta. Một nghiên cứu gần đây được công bố trên tạp chí Năng lượng và Khoa học Môi trường thảo luận về cách dòng điện cực nhỏ được tạo ra từ quá trình quang hợp của loài tảo không độc có tên là Cinecochistis, tương tác với một điện cực nhôm và được sử dụng để cung cấp năng lượng cho bộ vi xử lý. Hệ thống được làm bằng vật liệu phổ biến, rẻ tiền và có thể tái chế phần lớn. Điều này có nghĩa là nó có thể dễ dàng được sao chép hàng trăm nghìn lần để cung cấp năng lượng cho số lượng lớn các thiết bị nhỏ như một phần của Internet of Things. Các nhà nghiên cứu cho biết nó có khả năng hữu ích nhất trong các tình huống ngoài lưới điện hoặc các địa điểm xa xôi, nơi mà lượng điện năng nhỏ có thể rất hữu ích. Internet of Things ngày càng phát triển cần một lượng điện ngày càng lớn và chúng tôi nghĩ rằng điều này sẽ phải đến từ các hệ thống có thể tạo ra năng lượng thay vì chỉ lưu trữ nó như pin. Giáo sư Christopher Howe tại khoa hóa sinh của Đại học Cambridge cho biết, tác giả cao cấp chung của bài báo. Ông nói thêm, thiết bị quang hợp của chúng tôi không hoạt động như pin vì nó liên tục sử dụng ánh sáng làm nguồn năng lượng. Internet of Things là một mạng lưới thiết bị điện tử rộng lớn và ngày càng phát triển. Mỗi thiết bị chỉ sử dụng một lượng điện năng nhỏ thu thập và chia sẻ dữ liệu thời gian thực qua Internet. Sử dụng chip máy tính giá rẻ và mạng không dây, nhiều tỷ thiết bị là một phần của mạng này, từ đồng hồ thông minh đến cảm biến nhiệt độ trong các trạm phát điện. Con số này dự kiến sẽ tăng lên 1.000 tỷ thiết bị vào năm 2035, đòi hỏi một số lượng lớn các nguồn năng lượng di động. Các nhà nghiên cứu nói rằng việc cung cấp năng lượng cho hàng nghìn tỷ thiết bị Internet of Things sử dụng pin lithium-ion là không thực tế. Nó sẽ cần gấp 3 lần lượng lithium được sản xuất trên toàn thế giới hàng năm. Và các thiết bị quang điện truyền thống được chế tạo bằng vật liệu độc hại có tác động xấu đến môi trường. Mặc dù chúng ta có thể mất nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ để cung cấp năng lượng cho ô tô hoặc điện thoại của bạn bằng tảo, nhưng đây là một bước tiến lớn khác trong việc giảm sự phụ thuộc của nhân loại vào nhiên liệu hóa thạch và trở thành một loài xanh hơn, không có ý định chơi chữ và tái tạo hơn, cuối cùng dẫn đến sạch hơn hành tinh. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào. Chia sẻ hữu ích nhé!